Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, nói về người thầy biết bao nhiêu ngôn từ ca ngợi cái công đức của người thầy. Việt Nam mình ấy, trong tục ngữ rồi ca dao cũng rất nhiều những câu tục ngữ, những bài ca dao nói về công ơn của người thầy. Quý thầy muốn trao đổi với đại chúng về cái vai trò của người thầy. Thực sự mà nói, vai trò người thầy rất quan trọng. Tục ngữ thì nói thế nào? Không thầy, đố mày làm nên. Nghe nó hơi thô một chút, đố mày làm nên. Nếu không có thầy, không thầy dạy cho mình kiến thức, không có thầy dạy cho mình chuyên môn, làm sao mình có thể làm được cái gì? Cho nên không nên được trò chống gì cả. Không thầy, đố mày làm nên. Một cái câu tục ngữ rất hay. Rồi nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nhất tự vi sư tức là một chữ cũng là thầy. Bán tự là một nửa chữ cũng là thầy. Tức là sao? Ai dạy cho mình dù một nửa chữ cũng đáng là thầy. Mình cũng phải gọi ta là thầy đấy. Ta có dạy cho mình, không thì nửa chữ mình cũng không biết. Đấy, người xưa đánh giá cao cái vị trí người thầy như thế đấy. Cho mình biết một nửa chữ thôi. Ví dụ như chữ Minh của thầy là gồm có chữ Nhật với chữ Nguyệt, bộ Nhật bộ Nguyệt, mà chỉ biết một nửa thôi, một chữ Nhật thôi, cũng gọi là thầy đấy. Đấy gọi là nửa chữ. Ngày xưa ta quý thế đấy. Quý cái chữ, mà cái chữ là do người thầy cho mình. Cho nên ấy, mới nói nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một nửa chữ, một chữ cũng đáng là thầy. Đấy. Cái tâm của người xưa kính thầy như thế. Cho nên mới nói là mùng 1 thì Tết cha, mùng 3 là Tết thầy. Ngày mùng 1 đầu năm là Tết cha, Tết mẹ chứ. Mùng 3 là phải đi để mà Tết Thầy. Bây giờ các quý Phật tử chúng ta còn có đi Tết Thầy ngày mùng 3 nữa không? Đấy. Ngày xưa đấy, ngày đầu xuân. Đầu tiên là Tết Cha, là người sinh ra mình để có cái thân này vào đời. Rồi sau đó phải nghĩ đến Thầy là người dưỡng dục mình, giáo dưỡng mình để nên thân, nên người. Đấy. Cái công lao của người thầy được đặt ở vị trí như thế đấy. Người thầy cũng ví như cha đấy. Cho nên có nhiều vùng á, gọi cha là thầy, bố đấy gọi là thầy. Đại chúng thấy không? Đấy. Vì đúng thật người cha cũng là người thầy đầu tiên của chúng ta. Wow. Người cha dạy cho con tập đi, wow. Dạy cho con tập nói. Cho nên có nhiều nơi không gọi bố, gọi thầy, thầy U. Đấy, cái chữ thầy này từ nghĩa như vậy. Cho nên cái chữ thầy với chữ cha với chữ bố nó rất là gần với nhau. Thưa đại chúng, rồi ca dao thì dạy làm sao? Qua sông phải bắc cầu kiều, mà muốn con hay hay chữ phải yêu kính thầy. Phải yêu kính thầy chứ không phải yêu lấy thầy. Phải yêu kính thầy. Yêu kính thầy tức là dân ta thấy là sao? Và qua sông thì phải bắc cái cầu để cho mình qua sông. Còn muốn con mình hay chữ, tức là học giỏi, phải biết yêu kính, kính trọng thầy. Cha mẹ phải quý trọng thầy và trò phải yêu kính thầy. Trò mà không yêu kính thầy thì không học giỏi được. Thế này chúng, thầy cũng kinh nghiệm cái điều này. Người học trò nào, môn nào mà quý cái thầy giáo đấy, quý cái cô giáo đấy thì nó học rất giỏi cái môn đó. Vậy đấy, cho nên là yêu kính thầy cho nên học giỏi đó. Chứ còn nếu mà ghét thầy thì không học giỏi được, bất kính thầy thì không học giỏi được. Cho nên các cụ dạy nó sâu sắc lắm. Yêu kính thầy là mình sẽ được học giỏi. Không những cha mẹ yêu kính thầy mà bản thân người học trò đấy cũng phải yêu kính thầy. Đấy, cái vị trí của người thầy cao quý đến như vậy.
Thế nên ca dao cũng dạy sao? Con ơi, nhớ lấy câu này: công cha nghĩa mẹ, ơn thầy chớ quên. Đấy. Công cha nghĩa mẹ, còn cái ơn thầy dạy dỗ chớ bao giờ được quên, không bao giờ quên. Đấy. Người xưa đấy đặt cái vị trí người thầy quý như thế, quý lắm. Không có thầy thì đố mày làm được cái gì, ra trò trống không được. Đấy. Và kính thưa đại chúng, lịch sử Việt Nam chúng ta từ xa xưa đến nay cũng thế, đã xuất hiện cũng rất nhiều những người thầy lỗi lạc mà đáng để cho chúng ta kính phục nhiều thế hệ. Ngày xưa có câu gọi là vạn thế sư biểu, tức là người thầy làm gương cho muôn thế hệ. Ví dụ như là thầy giáo Chu Văn An rất nổi tiếng, rồi thầy giáo Nguyễn Bình Khiêm, thầy Lê Quý Đôn, thầy Cao Bá Quát, những cái thầy ngày xưa rất giỏi, thầy Nguyễn Đình Chiểu. Thầy Nguyễn Đình Chiểu dạy cái câu rất nổi tiếng: thà đuôi con mắt mà giữ được cái đạo đức, chứ không mắt sáng mà không giữ được đạo, không có giá trị. Đấy, những người thầy tâm huyết như vậy đấy. Thầy Phan Bội Châu và những người thầy và gần gũi với chúng ta nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ tối cao của dân tộc, là người thầy rất vĩ đại. Bác Hồ, bác cũng đã từng là thầy giáo, từng là thầy giáo, sau này làm cách mạng, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc. Bác Hồ là một người thầy cũng rất vĩ đại, thưa đại chúng. Đấy, những cái tấm gương rất sáng nói đến những người thầy đấy, muôn đời chúng ta đều tôn kính. Muôn đời chúng ta tôn kính. Trên thế giới cũng có nhiều những người thầy rất nổi tiếng mà thế giới họ ca tụng, như nhà hiền triết Aristotle chẳng hạn. Đó, rất là nổi tiếng. Rồi nhà toán học Pythagore, đấy, các học sinh học qua toán học đều biết định lý Pythagore là nhà toán học. Nhưng mà nhà toán học cũng là một người thầy rất là đặc biệt. Ngài Galileo là một người thầy về thiên văn rất đáng kính, đại chúng thấy, dám bảo vệ chân lý. Ông Galileo ông nói sao? Trái đất quay quanh mặt trời, trong khi mà cả thế giới thì ai cũng nói là mặt trời quay quanh trái đất, mặt trời chạy từ đông sang tây. Nhưng mà khi mà ông Galileo phát hiện được, không phải, hóa ra là trái đất quay xung quanh cái mặt trời, ông tuyên bố cái điều đó vào, và tòa án công giáo đã quyết định cho ông lên giàn hỏa để thiêu ông ấy. Ông vẫn bảo dù có thế nào tôi vẫn phải khẳng định là trái đất quay xung quanh mặt trời. Đấy, những người mà giữ cái lập trường đến như thế, những người thầy đấy rất đặc biệt. Hay Einstein, Newton đấy, là những người thầy cũng rất nổi tiếng. Ở Trung Quốc thì có Lão Tử, Khổng Tử. Khổng Tử cũng được gọi là vị vạn thế sư biểu. Vạn thế sư biểu tức là người thầy của muôn thế hệ, gương mẫu, Khổng Tử đó. Và đất nước Việt Nam chúng ta thì ảnh hưởng rất nhiều tư tưởng của Khổng giáo. Và thực sự tư tưởng Khổng giáo có nhiều mặt tích cực, nhiều cái hay chúng ta phải học, nhất là trong cái việc trị quốc an dân. Đấy. Chính trong tư tưởng của Khổng giáo đó, dạy cho chúng ta một con người như thế nào. Con người quân tử là mô hình của Khổng giáo. Đấy. Dạy chúng ta là làm sao muốn được an dân an nước thì phải chính tâm. Chính tâm này, tu thân này, tề gia trị quốc mới bình thiên hạ được. Đấy. Đấy là một cái tưởng rất hay, rất gần với cái lõi của đạo Phật của chúng ta. Anh muốn là một người kinh bang tế thế thì cái đầu tiên anh phải chính được cái tâm của anh.
đừng tà cái tâm của anh. Tâm anh phải công chính, ngay thẳng. Đấy, tâm chính như vậy rồi thì mới tu sửa được cái thân này. Cái người mà tâm đã lệch lạc tà vậy thì người ấy không thể biết cách tu sửa. Cho nên chính được cái tâm, ngay chính, đính chính được cái tâm mình rồi thì mới biết tu thân. Tu được cái thân anh rồi thì mới tề được ra, thì gia đình của anh nó mới được an hòa, mới được ổn, mới được tốt. Mà gia đình được tốt rồi thì mới trị được quốc. Trị được quốc rồi thì mới giúp cho thiên hạ được thái bình. Đấy, cái giáo lý của Khổng giáo rất là hay. Cái đó không có sai. Chúng ta thấy không có sai. Nhắm vào chính con người đó. Mà con người cốt lõi ở chính cái tâm. Trên giáo lý của Khổng giáo, cái điểm cao của nó rất gần với đạo Phật của chúng ta. Cho nên Đức Khổng Tử thì đất nước Việt Nam chúng ta cũng tôn thờ mà ở tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đấy. Đấy, là tượng của Ngài Khổng Tử ở chính gian thờ giữa, cung giữa đấy. Đấy, và Khổng Tử được tôn xưng là Vạn Thế Sư Biểu, biểu mẫu của người thầy cho vạn, cho muôn thế hệ noi gương học theo. Đấy, thưa đại chúng, trong Phật giáo chúng ta thì cũng có rất nhiều những người thầy là những thiền sư, những vị cao tăng lỗi lạc rất nhiều. Phật giáo Việt Nam thì có như Ngài Khuông Việt Thiền Sư, đấy, Khuông Việt Thiền Sư, rồi Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Chính Ngài Vạn Hạnh là người có công mà giúp lập lên nhà Lý đấy. Lý Công Uẩn là được Ngài Thiền Sư Vạn Hạnh nuôi dưỡng, dạy bảo ở trong chùa, bây giờ mình gọi là cái chùa Tiêu đấy. Sẽ là chùa Tiêu còn có đền thờ, có tượng thờ của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Đấy. Ngài rất giỏi. Và Ngài có công rất lớn trong việc lập lên triều nhà Lý là Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Rồi tiếp sau là đến Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Thiền Sư, là thầy của vua Trần Nhân Tông của chúng ta đấy. Và đến vua Trần Nhân Tông, là những người thầy rất đặc biệt. Một ông vua đi tu làm thầy và dạy đạo cho tín đồ và cho toàn dân. Đấy, vua Trần Nhân Tông khi mà lên Non Yên Tử tu hành thành đạo, Ngài hạ sơn đi khắp trong nước dạy nhân dân phá bỏ những tập tục mê tín dị đoan, những dâm từ, những cái đền thờ không chính đáng, dạy nhân dân tu ngũ giới, tu thập thiện. Đấy, toàn dân phải nói đấy, Trần Nhân Tông đúng là một người thầy cũng đặc biệt, rất nghiêm khắc, rất nghiêm khắc. Đấy, chúng ta thấy những vị thiền sư như vậy và những người thầy rất đặc biệt. Gần đây thì thầy cũng có nghe thầy giáo Văn Như Cương cũng mới mất, mà học trò mấy nghìn học sinh khóc như mưa, các cháu nhiều thế hệ rất là nhớ đến thầy. Đấy, một người thầy tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò, để cho học trò nhớ mãi. Và kính thưa đại chúng, đối với thầy Thái Minh cũng thế. Có một người thầy ngày bé dạy mình, thầy cũng rất quý, rất ấn tượng. Nhờ thầy giúp cho mình có những cái tư duy. Cho nên bây giờ, tuy là mình trưởng thành rồi, nhưng vẫn nhớ cái ơn của người thầy đó. Mặc dù thầy giờ cũng già rồi, mắt mờ, có khi là kém, nhìn không rõ. Thế nhưng mà trong lòng đối với của thầy Thái Minh vẫn rất kính trọng, rất yêu quý người thầy đấy. Để cho mình những các cái ý tưởng sáng tạo rất là hay. Tư duy, thầy có cách dạy mà để cho học trò tự kích thích sáng tạo.
tự kích thích cái tư duy của mình. Đấy, rất là hay cách hướng dẫn để cho học trò phải phát huy cái tự lực của mình. Rất là hay. Và kính thưa đại chúng, đặc biệt nhất của chúng ta, người thầy vĩ đại nhất của pháp giới này mà chúng ta đang học theo là ai? Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Phật Thích Ca là thầy của tất cả trời, người và muôn loài chúng sinh. Chúng ta được học theo tấm gương sáng nhất như mặt trời. Đấy, chúng ta là học trò, là con của Ngài, một người thầy vĩ đại, không phải là vạn thế sư biểu nữa, mà mãi mãi không ai hơn được người thầy này. Mình được làm trò, làm đệ tử, làm con của một người thầy vĩ đại như thế, đấy là hạnh phúc chứ. Đại chúng, một con người vĩ đại như Phật mà mình được có duyên làm trò, đại chúng thấy rất là may mắn cho chúng ta. Đấy. Chúng ta được học những lời dạy của Ngài quý báu vô cùng. Quý báu vô cùng. Đó thì kính thưa đại chúng, ta nói thầy nào trò đấy. Người thầy như thế nào thì sẽ đào tạo ra những người trò như thế. Đấy là một cái lẽ rất tự nhiên. Những người thầy vĩ đại như thế thì sản sinh ra những thế hệ học trò cũng rất là vĩ đại, rất là cao quý. Đại chúng thấy, thầy nào trò đấy. Đấy là một lẽ rất thật. Cho nên thầy hay, thầy giỏi thì sẽ có trò hay, trò giỏi. Đó là lẽ thật. Kính thưa đại chúng, có thể nói vai trò, cái vị trí của người thầy từ xưa đến nay luôn luôn được đề cao, được trân trọng, rất là quý. Người thầy giống như cha. Đấy. Người thầy là người giúp cho mình làm nên, thành thân cho mình. Không thầy đố mày làm nên, hoàn toàn là đúng. Đấy là người xưa nghĩ về người thầy. Thế còn thời nay chúng ta thấy thế nào? Vai trò, vị trí của người thầy thời nay thế nào? Trong một cái nền hội nhập toàn cầu thế này, công nghiệp phát triển, kinh tế phát triển, đặc biệt nhất ấy, là cái công nghệ thông tin bây giờ nó phát triển như thế này, đại chúng thấy. Thì quả thật, đúng là cái vai trò của người thầy cũng có phần bị giảm sút một chút. Nên ta học thông tin rất nhanh, bật cái điện thoại, bật cái máy tính bảng lên là có thể học được, có thông tin được rồi. Tất cả các kho tàng kiến thức thông tin nằm ở trên mạng ấy. Cho nên bây giờ họ tôn thờ cái ông Google đấy, đại chúng ta. Ông Google, mấy Phật tử trẻ trẻ thì biết ông Google, mấy bác lớn tuổi là có biết ông Google không? Không biết. Biết ông Google. Ông Google ông giỏi lắm. Cho nên bây giờ người ta mới nói nhau thế này này: cái này mi có biết không? Nếu mi không biết thì hỏi ông Google. Hỏi ông Google là ra hết. Thế họ lên trên mạng, họ đánh họ tra là ra hết rất nhiều các thông tin. Cái ông Google bây giờ là cái ông thầy mà bây giờ ai ta cũng thích ấy. Tức là đây thầy nói là, tức là cái một cái chương trình tìm kiếm thông tin ở trên mạng internet ấy, thưa đại chúng. Mấy Phật tử lớn tuổi thì không biết dùng mạng thì không biết, mà trẻ thì ai cũng biết cái chuyện này. Cái gì ví là hỏi ông Google. Cái đấy cũng hay. Cái công nghiệp thông tin bây giờ nó giúp cho chúng ta, cái đó cũng là cái rất quý. Thế nhưng không phải hoàn toàn như vậy mà chúng ta đánh mất giá trị của người thầy. Những người thầy có phẩm chất, có nhân cách, người ta gọi là có tâm, có tầm, vẫn được tôn thờ, vẫn được kính trọng. Đấy là lẽ thật, thưa đại chúng. Vì tuy ông Google hay thế thật đấy, nhưng mà
cái việc rèn lên nhân cách cho chúng ta thì quả thật không thể thiếu cái vai trò của người thầy, thưa đại chúng. Ê, khoa học người ta phân tích đấy, cái mà hình thành nhân cách của con người là chính là cái tuổi học đường đấy. Từ cái tuổi đồng ấu, rồi nhi đồng, rồi thiếu niên, cái lúc ấy là cái lúc mà giáo dục để hình thành nhân cách cho các cháu. Cái nhân cách của các cháu nó được định hình trong cái lứa tuổi này. Mình gọi là từ nhỏ, mẫu giáo cho đến 18 tuổi, thành niên. Là cái giai đoạn này là hình thành nhân cách cho các cháu, định hình nhân cách cho các cháu. Thì cái giáo dục cái lúc này rất quan trọng. Cái ngành giáo dục lúc này cực kỳ quan trọng. Mặc dù chúng ta biết giáo dục nó gồm có giáo dục ở gia đình, giáo dục ở nhà trường và giáo dục ngoài xã hội. Nhưng mà cái giáo dục trong nhà trường rất là quan trọng, rất ảnh hưởng đến các cháu. Gần như các cháu đi học là cả ngày rồi, tiếp xúc với các thầy, các cô, với các bạn ở trường. Nó hình thành nhân cách từ đó rất nhiều. Bố mẹ thì đầu tắt mặt tối suốt ngày từ sáng đến tối, tối về ăn cơm xong một chút thôi, gặp các con được mấy đâu. Kèm bài cho các con thì có khi vừa kèm vừa ngủ gật. Mình cũng mệt. Cho nên cái giáo dục tại nhà rất quan trọng, nhưng thực sự bây giờ vì con chúng ta đến trường là chính, học ở trường là chính. Cho nên vai trò của người thầy giáo, người cô giáo trong ngành giáo dục rất là quan trọng với cái việc hình thành nhân cách cho các cháu. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta thấy nhìn vào cái thực trạng của xã hội mình bây giờ mình thấy thế nào? Và chùa mình qua các cái khóa tu mùa hè thì thầy cảm nhận thấy thực sự rất nhiều cháu, kể cả thanh niên, bây giờ không có lý tưởng sống, sống không biết để làm gì, không có một cái lý tưởng gì cả. Các cháu nó không có một cái tiêu chuẩn đạo đức gì cả, không có tiêu chuẩn gì cả. Thế là chúng, thế là sao? Nói về gọi là chân thiện mỹ, các cháu chẳng biết thế nào là chân thiện mỹ cả. Đấy. Đây là cái thực trạng của xã hội mình bây giờ rất nhiều. Rồi cái cách giáo dục chúng ta như thế nào? À, con trai không ra con trai, con gái không ra con gái. Con gái bây giờ thì giống như con trai. À, con gái giờ cũng đá bóng. Thế rồi mặc quần đùi. Đấy. Thế rồi xăm trổ, đánh bài, đánh bạc, uống rượu, hút thuốc, đù cà, đua xe. Con gái đấy. Tóc thì cắt cua. Con gái giờ nhìn thấy những cháu thực sự, thầy nói với đại chúng này, đối với thầy thì quan niệm cũng rất cởi mở. Thầy không phải là cái người lệ cổ hay là bắt các cháu theo cái tập tục lối cổ. À, nhưng mà mình thấy thật sự nếu con gái bây giờ như thế, nó sẽ mất dần cái phẩm chất của người con gái đi. Ngày xưa chính các cụ nhà mình ngày xưa dạy con gái phải hiền thục, công dung ngôn hạnh như thế nào. Đó. À, nó phải ra con gái. À, con gái mà đi làm những cái việc giống như của con trai, nó sẽ mất cái tính của con gái. À, thực sự một con gái đá bóng mà thầy không thích. Không thích thế. Này. Vì tại sao các cụ nhà mình ngày xưa không cho con gái chơi những cái trò thể thao mạnh như thế, tranh giành như thế? Vì các cụ biết cái thiên chức của người con gái khác với người con trai. Người nữ khác người nam. Người nữ còn phải sinh đẻ. Mà cứ chạy huỳnh huỵch như thế thì thầy nói làm sao? Nó tranh nhau, nó ảnh hưởng đến cái việc sinh con cái sau này không tốt. Đấy là chúng ấy. Cho nên bây giờ thầy nói nếu mà như thế thì khó sinh được những đứa con giỏi, những đứa con hay. Ngày xưa đấy, những người phụ nữ ta được giáo dục kỹ và trong những cái môi trường gia giáo thì nó rất tốt, cho nên cái thai trong bụng
cũng được giáo dưỡng, gọi là thai giáo. Cho nên là sinh ra những người con ưu tú là như vậy. Nên bây giờ mình không biết giữ gìn, con gái thì như con trai, đủ thứ, cũng nghịch ngợm như con trai. Thế thì đại chúng thấy thế nào? Nó mất đi đấy. Cho nên đúng là mình xét các cụ ngày xưa đấy, cái gì hay mình nên giữ. Bây giờ mình đừng nói là hội nhập, cởi mở văn hóa, rồi mình để bung ra một cách như vậy. Có nhiều nhà con gái từ bé cắt tóc ngắn, thế xong bắt nó mặc quần đùi quần sót ư như con trai đấy. Thế thì lớn lên nó sẽ mang tính đàn ông. Thế thì còn gì nữa, mai mốt nó làm vợ thế nào, tính nó sẽ giống tính đàn ông, nó lại thích chơi con trai, nó như đàn ông. Giáo dục như thế là sai lầm. Tự nhiên cái nghiệp nó đã phân biệt rất rõ người nữ người nam khác nhau, thiên chức người nữ khác, thiên chức của người nam khác nhau. Cũng giống như cái bàn tay mình có 5 ngón này, ngón cái nó khác với ngón trỏ, khác với ngón nhẫn. Không thể lấy ngón trỏ làm ngón cái được. Đấy là thiên chức đấy. Nó vẫn bình đẳng. Ai vào việc đấy, mình hoàn thành cái việc của mình. Bây giờ cái hình bóng người nữ mà hiền thục, dần dần nó mất đi mất. Con gái cũng hùng hổ như con trai, bặm trợn như con trai. Thực sự, cái này mình phải xem xét. Cái giáo dục của ngày xưa các cụ vẫn rất là hay. Rất là hay. Người phụ nữ công dung ngôn hạnh vẫn rất là đúng. Không bao giờ sai cả. Nó phải đúng. Nam giới là phải mạnh. Phải làm những việc nặng, phải vận động mạnh. Cái đấy là đúng thiên chức của người ta. Nữ giới là phải yếu, phải đẹp. Nó phải như thế nào? Phải phát huy cái giá trị của người xưa trong cái việc giáo dục này. Ngày xưa đấy, đại chúng thấy Hà Nội có cái trường nữ sinh Đồng Khánh đấy, nữ dạy riêng một trường. Bây giờ gọi là trường Trung Vương đấy. Ngày xưa nói đến nữ sinh Đồng Khánh là rất nổi tiếng. Cái trường nữ sinh Đồng Khánh rất nổi tiếng. Những người được đào tạo ở đấy ra rất đặc biệt, rất có nhân cách. Đấy, như giáo sư Hoàng Xuân Xính cũng ở trường đấy mà ra. Rất giỏi. Đấy, người xưa nhà mình giáo dục như vậy đấy. Bây giờ chúng ta đánh đồng hết. Con trai thì đi học những cái cũng éo ợt như con gái. Con gái thì lại học những cái của con trai. Cũng đá bóng, cũng thổi còi, cũng đu thứ. Hay thấy thật sự nó mất đi cái hay. Cho nên ấy, chương trình của chùa mình ấy, sau này các khóa học hè, tu mùa hè thì phải có cái chương trình dạy, mà thầy cũng sẽ đưa cái ý tưởng này vào để giáo dục cho các cháu nó thật sự đúng cái tư cách, sau này trưởng thành nó mới làm lợi ích được. Cho người ta cũng nói vui vào âm phải ra âm, dương phải ra dương, nửa âm nửa dương không có tốt cho giống nòi, chắc chắn như vậy. Đấy là cái chuyện rất thật trong cái việc giáo dục. Thì chúng ta nhìn cái thực trạng bây giờ đấy. Giáo dục mình nó bây giờ này, các cháu nó như thế đấy. Thế cho nên ấy, thầy mới nói là cái vai trò của ngành giáo dục bây giờ rất là quan trọng hơn bao giờ hết trong cái môi trường hội nhập thế giới này, văn hóa đa phương đa chiều như thế này. Thì ngành giáo dục của mình và đặc biệt giáo dục truyền thống của mình phải nêu rất cao. Vị trí, vai trò người thầy phải được coi trọng. Những năm tháng vừa qua thì quả thật cái vai trò, cái vị trí người thầy có bị suy giảm. Cái kinh tế thị trường, vì làm sao? Vì các thầy, các cô thì lương không đủ. Em thật đấy, vì thầy cũng đã làm thầy rồi, lương không đủ ăn. Tối phải đi đổ bê tông thêm thế này chúng, để kiếm thêm tiền, để mua sách, mua vở mà học. Thế thì nếu mà các thầy cô còn có gia đình, vợ con thì cũng thế. Phải đi làm thêm, sáng đến trường, chiều lại đi buôn rượu, hay là chiều phải đi lái xe ôm, kiếm thêm tiền. Thế thì người thầy như thế làm sao đấy? Trò nó nhìn thấy vừa sáng thấy thầy trên bục, chiều thấy thầy chạy xe ôm. Tự nhiên nó mất hết cả
cái hình ảnh, mất cái kính trọng. Cho nên đại chúng thấy cái việc người thầy, hình ảnh người thầy, tại vì sao thầy thấy từ kinh nghiệm thầy, cái ấn tượng về người thầy trong đời nó rất là quan trọng. Mình thường noi theo, thường nhớ cái tấm gương ấy để mình học theo. Chúng ta thấy Bác Hồ chúng ta đấy, nhân cách của Ngài vĩ đại như vậy, cho Ngài đào tạo bao nhiêu thế hệ học trò cũng rất xuất sắc. Như các đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh, Bác Phạm Văn Đồng, đấy, rất rất nhiều. Những thế hệ học trò của Bác toàn là những người mẫu mực rất đặc biệt. Thế vì người thầy như vậy. Thế chân bây giờ làm sao mà cái vị trí, cái vai trò của người thầy giáo trong ngành giáo dục phải được đề cao. Và đặc biệt nhất là cái việc mà chăm lo về cái đời sống, để các thầy cô có điều kiện tập trung vào giảng dạy, tập trung vào nghiên cứu thì mới dạy trò lên người được. Và nhân cách người thầy vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến người học trò. Nên chúng ta muốn con mình nên người hay, phải ký thác vào những cái môi trường tốt, trường học tốt, các thầy giáo tốt, thì con mình nó sẽ hay. Đấy là chuyện rất thật, một cái nhân quả rất thật. Nên đại chúng thế, cái ngành giáo dục bây giờ, chân Bác Hồ vẫn nói đấy, vì lợi ích 10 năm mình trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Trồng người là lợi ích lâu dài. Để giữ gìn Giang Sơn gấm vóc này, giữ gìn đất nước này mà không trồng người thì lấy ai mà giữ? Cho nên đối với Chùa Ba Vàng mình thì Thầy đặc biệt chú trọng vào việc giáo dục, quan tâm đến việc giáo dục, nhất là với thế hệ trẻ, đầu tư cho việc giáo dục thế hệ trẻ. Đấy, các khóa tu mùa hè chùa mình, Thầy đầu tư tất cả, không có bắt một cháu nào đóng một cái học phí nào cả. Một tí kinh phí nào Thầy không cho, không phải đóng. Dù con nhà giàu, con nhà nghèo về đây đều như nhau. Không ai phải đóng tiền cả, thì ai cũng như nhau cả. Đấy. Các cháu được ăn, được học, được rèn. Giáo ngoại thuê xe cho các cháu đi. Thi tài năng thuê áo quần cho các cháu. Thi tài năng. Và quả thật là rất nhiều cháu sau một khóa tu chuyển hóa. Đấy, vừa rồi Thầy cũng có nghe các ông trong ban giáo thọ có bạch Thầy đấy, có một cháu ở Uông Bí, trước đây là học sinh cá biệt, rất là nghịch, nhà trường của người ta cũng sợ. Nhưng sau khi mà cháu học khóa tu mùa hè ở chùa mình thì cháu chuyển hóa hoàn toàn, và đến bây giờ cháu làm học sinh tiêu biểu, tiêu biểu. Và nhà trường người ta còn có ý định, có cái chương trình để làm cái đề tài về việc học hè tại nhà chùa. Một cái đề tài nghiên cứu. Nó hay như vậy. Đấy, thưa đại chúng, cho nên đúng thật, việc giáo dục là quan trọng lắm. Mà giáo dục người thầy vô cùng cao quý, vô cùng quan trọng. Đấy, vô cùng quan trọng. Bác Hồ nói là hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Nhân cách của con người chúng ta là do giáo dục. Đấy. Giáo dục, dạy dỗ. Đấy. Mà dạy dỗ là người thầy. Đấy. Cho nên cái vai trò, cái vị trí người thầy phải đặt đúng cái tầm của nó thì chúng ta mới tốt được, đất nước mình mới tốt được. Thầy vẫn nói đất nước nào nhiều trường học, ngành giáo dục phát triển, đất nước ấy có tương lai. Thế còn đất nước nào mà chỉ toàn khách sạn, nhà nghỉ, ăn chơi, sòng bạc thì đất nước ấy tương lai là không sáng được. Không sáng được. Anh không có tập trung vào việc giáo dục. Đấy, cho nên hiện nay thì nhà nước mình, ngành giáo dục đang có nhiều cái chương trình để cải cách giáo dục này khác. Đấy. Cái đó cũng là cái cố gắng rất tốt. Đấy, nhưng mà chúng ta phải làm sao đấy? Phải chọn lọc và đưa những cái gì mà Thầy nói là giáo dục nhân cách cho các cháu là cái quan trọng đầu tiên. Đấy, cái câu mà tiên học lễ hậu văn là không sai bao giờ. Cái lứa tuổi trẻ giáo dục phổ thông này là giáo dục cho các cháu nhân cách là chính. Phải hình thành được nhân cách của các cháu
thành một con người đàng hoàng, một bậc quân tử. Rồi sau khi các cháu trưởng thành vào đời, nó học gì, nó nên người sau. Đến 30 tuổi lập nghiệp vẫn được cơ mà. Đấy. Cho nên bây giờ các cháu bé tí nhồi nhét quá nhiều kiến thức, học suốt ngày, suốt đêm, học đến loạn cả óc lên. Cái đó không phải nó là hay. Mà không dạy cho các cháu ý chí này, đạo đức này, chịu khó này, nhẫn nhịn này, cung kính này, biết ơn này, không dạy những cái đạo đức cho cháu. Thế sao? Cái đấy phải nhắm vào. Cái đó phải nhắm đầu tiên. Kính thưa đại chúng, Thầy nói qua một chút về vai trò, vị trí của người Thầy và ngành giáo dục, và đặc biệt đối với đất nước chúng ta, để cho đất nước mình được phát triển, được hưng vượng thì phải đầu tư cho cái việc giáo dục. Và trong đó thì vai trò người Thầy phải được đề cao, rất là quan trọng.